Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Chúng ta hết cái phần của ngày thứ nhất, bây giờ mới bước sang cái phần của ngày thứ hai. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần này rất là mau các bạn ha. Hy vọng rằng chúng ta có thể qua hết được cái trang này trong ngày hôm nay. Những cái âm nào mà chúng ta không cần nói nhiều thì Hà Cát sẽ không có nói nhiều, không có mất thời giờ về cái âm đó. Là tại vì trong tiếng Việt chúng ta đã có rồi. Bây giờ chúng ta coi thứ nhất. Ok. Âm B. Letter B. B. Ok. Trong tiếng Việt Nam có âm B hay không các bạn? Ok, có. Nó rất là dễ. Ok. Bây giờ các bạn hãy thấy chúng ta có những cái chữ như là bay, baby. Ok, nó là âm bờ trong tiếng Việt đó. Thành ra nhiều khi chúng ta không cần thắc mắc là âm bờ để môi như thế nào, để lưỡi như thế nào, để miệng như thế nào. Không cần thắc mắc. Là tại vì tất cả chúng ta đều có thể đọc được bờ 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 bờ. Ok, cho nên âm B chúng ta không có cần phải nói qua nhiều. Các bạn sẽ thấy một số chữ Hakat đưa lên cho những bạn nào mà muốn có một vài chữ trong tiếng Anh thì Hakat đưa lên cho các bạn ha. Âm B. Bad, but, bomb, bud, bed, boot, beauty, and B. Alright, âm B chúng ta nói xong rồi, ok, âm D, ok, đừng có thắc mắc tại sao Hà Cát skip một vài cái letters, chúng ta không có nói tới letters nữa, tại vì chúng ta đã đi qua cái phần alphabet xong rồi, bây giờ Hà Cát đang nói tới âm thôi, các consonant sound ở trong tiếng Anh, các phụ âm ở trong tiếng Anh thôi. Bởi vậy cho nên các bạn khi mà Hà Cát nói tới âm nào, các bạn cứ nhìn theo tài liệu và các bạn viết xuống, và đừng có thắc mắc là, Hà Cát ơi, Hà Cát chưa nói tới letter C, ok, đừng có thắc mắc về vấn đề đó, mà cứ Hà Cát nói tới âm nào, các bạn cứ viết xuống vậy thôi. Rồi Hà Cát sẽ trả lời cho các bạn về những cái vấn đề này sau. Right? Chúng ta đang nói tới cái the next letter là âm D. Chúng ta sẽ thấy âm D ở trong trường hợp chúng ta có những cái chữ như là Dan, Date, Doom, Dog, Did, Done, and Do. Trong tiếng Việt Nam, chúng ta có âm D hay là không? Có. Ok, rồi, good. Nó là âm D trong tiếng Việt Nam của mình, nó D đỉnh đó. Ok. Alright, âm tiếp theo chúng ta có là âm F. Ok, âm F, các bạn sẽ thấy nó giống như là âm PH ở trong tiếng Việt. PH ở trong tiếng Việt có chứ sao không có. Nếu không có âm F ở trong tiếng Việt, làm sao chúng ta nói được chữ phở và phi cơ, phung phí. Nó là âm F. Khi viết nó ra nó là âm F. Nhưng mà khi mà cách viết ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì chúng ta biết là PH. Ok, nhưng mà trong tiếng Việt Nam chúng ta có âm F. Và Hà Cát không biết tại sao một số các bạn khi mà nói tới cái âm F, các bạn có problem khi mà đọc tới cái âm F. Nếu mà các bạn thấy cái âm F nằm ở phía sau đó, mà các bạn thấy nó khó, thì các bạn cứ nghĩ tới hai cái chữ này. Affe. Ok, đây là một trong những cái trick Hà Cát đưa ra để giúp cho người Việt. Khi mà các bạn đọc âm F nằm ở phía sau đó, nhiều bạn đọc cái âm F không có được thì các bạn nghĩ tới chữ F phê. Nó không phải là F phê mà là F phê. Hà Cát viết sao làm ơn viết vậy đi mà. Ok. Hà Cát viết từ cái chữ F phê, các bạn biết là up phê hay là F phê, các bạn cứ thích đổi hoài ha. Ok, Hà Cát viết cái gì cứ viết như vậy đi. Ok, khi mà các bạn đọc cái chữ F phê, các bạn sẽ thấy ngay lập tức khi mà chúng ta đọc F, chúng ta không có đọc cái âm P mà chúng ta sẽ đọc F phê. Nhớ là phải viết hai cái chữ đó các bạn ha. F thì các bạn sẽ thấy ngay khi mà các bạn đọc cái chữ F này, các bạn sẽ có cái âm F nằm ngay phía sau. Thấy rõ ràng không? F phê, đọc thử đi. F chứ không phải là F phê. Các bạn đọc thử rồi các bạn sẽ thấy chữ F. F phê, đúng không? Có phải là F là chúng cái miệng của chúng ta bắt đầu là chữ phở đúng không? F, F chứ không phải là F phê. Hà Cát đang đợi các bạn khi mà các bạn đọc cái chữ F phê, có phải là các bạn sẽ đọc được F, là các bạn sẽ đọc được âm F này hay không? F, F, F chứ không phải là F phê. Đây là một trong những cái chữ mà Hà Cát đã nghĩ ra, và Hà Cát nghĩ rằng các bạn đừng có F phở hay F gì vậy hết, các bạn cứ nghĩ tới cái chữ F phê, các bạn sẽ thấy ngay lập tức là khi mà chúng ta đọc cái chữ F phê, chúng ta không có đọc là F rồi tới phe, mà chúng ta sẽ đọc ngay cái chữ là F phe. Chúng ta sẽ cho ngay cái âm F vào trong đó. Đây là cái trường hợp của assimilation.
Assimilation có nghĩa là sự ảnh hưởng của âm. Ok, cho nên khi mà họ cách đưa cái chữ này lên đó thì phần nhiều mọi người họ sẽ nhận ra được là rõ ràng trong tiếng Việt Nam chúng ta cũng có thể đọc được. Ok. Âm F trong tiếng Việt Nam đọc âm đầu rất là dễ, nhưng mà nằm ở phía sau thì nó hơi khó cho một số các bạn. Ok, nhưng mà các bạn cứ nhớ cái chữ này, áp phe thì chắc chắn các bạn sẽ đọc được. Alright, next one chúng ta có ở trong tiếng tiếng Anh ha, đã có đưa lên một số chữ cho các bạn, chữ fee hay là fay hay là foot hay là food hoặc là few, nó đều là âm F. Đúng rồi, trong tiếng Việt Nam không có âm F ở cuối, anh Hùng xài điêu. Trong tiếng Việt Nam chỉ có âm P ở cuối mà thôi. Bởi vậy cho nên khi mà họ có đưa lên cho các bạn hai cái chữ này để cho các bạn thấy là các bạn có thể đọc ra được cái âm F nếu mà nó nằm ở phía sau. Một số các bạn khi mà học tới luyện âm đó, các bạn sẽ rất là khó khi đọc những cái chữ như là after hay những cái chữ nào mà nó có âm F ở phía sau. Ê, qua cái phần này dễ bị khó ở cái phần short là vào ô sao, sẽ cố gắng luyện thêm nữa, đợi làm xong clip này ngồi luyện, quyết tâm quyết tâm quyết tâm.